chào tất cả các bạn. Hôm nay Hải xin mời các bạn đến với buổi khảo sát tham quan tòa nhà Landmark 81 vào ngày 21 tháng 10 năm 2018 của nhóm sinh viên học bổng người bạn đồng hành của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DID. Với buổi khảo sát này, chúng mình mong muốn sẽ khảo sát mức độ tiếp cận của các công trình công cộng, vui chơi giải trí, những cái khó khăn cũng như thuận lợi đối với người khuyết tật khi mà tham quan và sử dụng các dịch vụ công cộng tại đây. Tụi em có được tham quan một biểu tượng mới của thành phố, giúp bọn em có thể tự tin hơn. Các kỹ năng rất là bổ ích, một trải nghiệm thú vị, có nhiều cảm xúc, rất là vui, thì mình rất là đáng nhớ đó. Giúp mọi người thêm mình động lực hơi trong cuộc sống. Đối với em thấy thì đa phần là công trình ở đây đã tiếp cận được với người khuyết tật, có cơ sở vật chất rất là hiện đại, xe lăn thì các bạn vẫn có thang máy để đi. Không gian thì cũng khá là thoải mái và cũng có đường trượt dốc cho xe lăn, rồi cũng có nhà vệ sinh dành riêng cho người khuyết tật. Thái độ phục vụ của nhân viên ở đây thì cũng tốt. Khi đi thì mọi người hay nhìn một xíu, thì nó không có những cái gờ để báo hiệu cho các bạn khiếm thị chúng em đi qua, cũng không được hỗ trợ xe lăn. Vào trong nhà vệ sinh thì em nhận ra một số khuyết điểm, đó là không có cái khóa ở cánh cửa. Kéo rất là mạnh thì mới kéo được, cho một số người khuyết tật thì điều đấy khó khăn. Thang máy thì cũng chưa có loa báo hiệu tầng, rồi cũng chưa có cái số nổi. Thì em mong muốn là những người mà thi công các cái tòa nhà lớn như thế này thì hãy lưu tâm đến những người khuyết tật. Thì em nghĩ cần hỗ trợ thêm xe lăn để cho các bạn đỡ phải di chuyển xe lăn từ nhà đến đây. Em hy vọng là những nơi công cộng như thế này sẽ có những cái cơ sở vật chất để phù hợp hơn với nhà khuyết tật. Ví dụ như nhà vệ sinh sẽ có những cái khóa và ở đó sẽ có những cái gương. Và thông qua cái chuyến đi những nơi công cộng như thế này thì tụi em cũng hy vọng là tụi mình có một phần nào đó xây dựng được cái bản đồ Landmark, bởi vì bản đồ đó chưa được nhiều người biết đến và người khuyết tật chưa được tiếp cận với nó nhiều và chưa biết được nơi nào nó có thể phù hợp với mình.